Câu hỏi là ai là người hay thể hiện những ca khúc dân ca mang âm hưởng của câu hò xứ Nghệ? Cả hai đội đều chốt là số 3. Hãy xem cô bé có phải là người bí ẩn hay không. Nói chung là mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi. Em là Nguyễn Hữu Luân, em đến từ câu lạc bộ dân ca Ví Dặm miền Nam. Và em không phải là người thể hiện ca khúc mang âm hưởng dân ca xứ Nghệ. Nhưng mà em ở đâu? Quê ạ. Dạ, Hà Tĩnh ạ. Đâu, bạn hát một câu nào bình thường, một cái bài hát nào mà bạn hay hát đi. Người ơi, đường vô xứ Nghệ quanh quanh, non xanh nước biếc mà như tranh hoa đô. Nếu như bây giờ hồi nãy mà cho anh hát vậy là tôi bắt ảnh rồi. Tại vì hát cái bài Lý Cái Bông nó thật tào lao. Vậy mới lừa được tổ chức mình, muốn lừa mình mà. Từ cái bông nó mới cái bông mới loài ra, mới loài ra cái ông này là khoai mì khoai súng. Hát này là chết rồi. Rồi đó. Rồi mời bạn. Em tên là Lê Thị Huyền Trang, năm nay em 22 tuổi, em đến từ Hà Tĩnh. Hà Tĩnh luôn. Hà Tĩnh luôn. Và em không phải là người thể hiện những ca khúc mang âm hưởng dân ca xứ Nghệ. Em bình thường em có đi hát không? Dạ em cũng có đi hát ạ. Mà hát chi? Em hát nhạc trữ tình ạ. Đâu? À, hát câu nghe chơi nghe có vua trữ tình đấy. Mời anh về xứ Nghệ ơi, khúc hát sông quê, ai đi xa mô đô nghe thân thương như dòng sông thua nhỏ, ai là ai quên sao nỡ không về. Hồi nãy mà hát này em chết nữa. Chết nữa. Thiệt, hồi nãy chết hoài. Không chết ngay. Gái gái đẹp nè. À, em tên là Kim Lan và em tới từ Nghệ An. Nghệ An. Dạ. Em là một nghệ sĩ tự do. Cạnh có cạnh vạc dòng sông, quyện trong lời mẹ giấc nồng đưa nôi. Cánh diều trao liền tuổi thơ, âu ơ tha thiết nước non, ngàn năm tiếng mẹ à ơi. Chết nữa. Chết nữa. Một lát nè, ông số 5 ông hát bà mới chết thiệt. Tôi chết nè. Nữa. Tôi chết nữa. Còn anh Nhọc chưa? Em là Phan Đăng, hiện tại em đang là quản lý nhân viên nhà hàng. Em không phải là ca sĩ thể hiện những ca khúc mang tính chất dân ca Ví Dặm. Anh là bố? Nhà em là mẹ là Hà Tĩnh, còn bố là người Huế. Đâu, anh hát thêm một bài để từ nghe xem. Tuổi đời chân đơn cô y gót mòn đai lộ buồn, đèn đêm bóng mờ nhạt nhòa, hồn lặng tâm tư đi vào dị vãng, đường tình không chung lối mang nuối tiếc cho nhau. Chết luôn. Hay quá. Bốn người ai cũng đều hát hay hết. Vừa là con gái là ở mô này, tên Chí này. Là con thưa chú. Thưa quý vị khán giả, con tên là Nguyễn Khánh Hà và con ở Cẩm Vinh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Con là năm nay là con học lớp mấy? Là con học lớp 3. Từ khi nào mà con hát dân ca? Là mới hè vừa rồi. Hè vừa rồi thôi à? Dạ. Ai tập cho con hát? Là cô nghệ sĩ nhân dân Hồng Lựu. Con gặp cô nghệ sĩ nhân dân Hồng Lựu ở mô mà cô tập cho con hát? Dạ, ở Vinh. Bây chư nè, con ra con biểu diễn cho mọi người nghe thử nghe. Được không? Dạ. Rồi vỗ tay cho cháu nhỏ để quý vị. Rồi. Mời con. Cảm ơn nhóm Bí Ẩn nha. Thưa quý vị và Bích Chư, mẹ Khánh Hà đến từ Hà Tĩnh sẽ biểu diễn ca khúc Về Hà Tĩnh Người Ơi, một sáng tác của Xuân Thủy, và sẽ trình diễn cùng chung với các em nhỏ xinh tươi xinh đẹp trong nhóm Galaxy Kids.
một tràng vỗ tay cho Khánh Hà. Gánh bờ đê nắng trúng hai vai, mưa thấm mắt cá, cho cây lúa vẫn xanh dưới trời chang chang. Có nơi mô như người quê ta, thương nhau quả cà cũng chia làm ba, yêu nhau em gửi qua câu dân ca. Sông La có cả núi hồng hết cây, thì em vẫn nọ hết tình. Về Hà Tĩnh người ơi, về trong nao nao những ngày xa cách, về trong xôn xao cánh đồng mùa gặt. Em tay đón gió chiều sắp qua, gửi bông lúa trắng cho người đi xa. Về Hà Tĩnh người ơi, về cho em lo bữa cơm sớm tối, một bát chè xanh đậm nghĩa ân tình là vì quê. Trong xôn xao cánh đồng mùa gặt, em tay đón gió chiều sắp qua, gửi bông lúa trắng cho người đi xa. Về Hà Tĩnh người ơi, về cho em lo bữa cơm sớm tối, một bát chè xanh đậm nghĩa ân tình là vì quê. Con nha, con hát hay lắm đó, con có biết không? Là tại vì con có một cái duyên dáng và sự thu hút giống như bé Xuân Mai. Tại vì lúc bốn tuổi là Xuân Mai là mọi người đều yêu mến con cũng vậy. Nhưng mà con có con đường khác, con nghĩa là con hát thẳng người lớn luôn. Cứ nghe giọng con hát tưởng đó là một cô gái 17 tuổi hát nhạc quê hương. Cái điều này rất là khó mà con làm được, mà giọng cái đồ rung của con chưa biết là cái hay của con như thế nào đâu. Nhưng mà cái sự chỉnh mùi trong dòng hát của con về những nốt rung, và con hát không bị chinh phô nốt nào hết. Con hát rất tuyệt vời, chúc mừng con nha. Con còn chuyển xa hơn nữa đó. Bây giờ nè, con ca thử một câu vì dầm tặng cho chú Bụng với lại Đúng rồi, chú đáng yêu, đừng muốn yêu câu con nè. Người ơi, nước sông La vừa trong vừa mát, lửa mãi treo đứa câu hát ngân nga. Trái về Hà Tĩnh quê ta, nghe câu vì dằm thiết tha ân nợ.
có một ngôi sao ca nhạc quê hương sáng chói. Hay quá con ơi. Hát mình rùng rời. Nghe như rửa là chú muốn về rồi. Mai một chú về quê con ấy. Dạ được ạ. Con lúc con hát á, con dễ thương mà cái làn da con ngâm ngâm á, con gợi cho cô nhớ hình ảnh của cô hồi nhỏ đó. Nhỏ. Có chỉ có không? Điều cô không hát được thôi con. Ừ. Dạ. Hồi nhỏ cô cũng xinh giống vậy đó con. Tới giờ vẫn còn xinh như hồi nhỏ mà. Nói chung là ngày hôm nay tiếng hát của bé Khánh Hà đã làm cho chúng ta rất là xúc động. Và rõ ràng là một bé còn nhỏ nhưng mà cái tâm hồn của bé đó làm cho người ta cảm thấy là giọng hát này đã chín mùi lắm rồi. Và khi mà con lớn lên, chú Thầm tin rằng là con sẽ còn cảm nhận nó nồng nàn hơn nữa. Chú Thầm chúc con ngày càng phát triển được tinh hoa này, cũng như làm sao để cho con học thiệt là giỏi trước nha. Nhớ nha. Chào. Rồi sau đó Thanh, con sẽ trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp ở cái độ tuổi mà con nên làm. Ha con ha. Cảm ơn con đã đến với chương trình. Một tràng pháo tay cho người bí ẩn Khánh Hà.